Cô My xin chào các bạn. À các bạn ơi, hôm nay cô My sẽ giới thiệu với các bạn một trò chơi có tên là nhanh tay lẹ mắt. À, để biết được trò chơi này chơi như thế nào và chuẩn bị những đồ dùng gì thì cô My mời các bạn cùng xem nha. À, trước tiên là cô My sẽ có giấy trắng nha, dùng để viết chữ cái và cắt đó các bạn. À, còn chữ số thì cô My sẽ tận dụng những số ở trên tờ lịch nè. Và bây giờ các bạn cùng quan sát xem nha. Đầu tiên các bạn sẽ viết chữ cái vào giấy trắng nha. Đầu tiên là cô My sẽ viết chữ O nè. Và cô My sẽ viết hai chữ O. Và tiếp theo là chữ O. Và tiếp theo là chữ Ơ nè. Rồi, sau đó chúng ta sẽ dùng kéo. Khi dùng kéo thì các bạn sẽ cầm bằng tay phải nè. Và bây giờ cô My sẽ cắt một đường thẳng nè. Cắt dọc theo cắt dọc theo chữ cái nha các bạn. Rồi, đối với cắt hình thì các bạn nè có thể cắt hình tròn, hình vuông hoặc là hình chữ nhật các bạn thích nha. Ở đây thì cô My sẽ cắt hình chữ nhật nè. Mình cắt tương tự như vậy cho hết các chữ cái mình viết nha. Rồi, cô My có chữ gì đây? Đây là chữ O, U và chữ Ơ. Rồi, tiếp theo cô My sẽ lựa chữ số trên tờ lịch nha. Bây giờ cô My sẽ tận dụng số 2 trên tờ lịch nha. Bây giờ tương tự như cắt chữ số thì các bạn cũng sẽ cắt dọc theo mép của chữ số trên trên nè. Rồi, các bạn danh bớt để cho chữ số mình nó gọn gàng hơn nha. Khi cắt thì cô My cắt theo đường thẳng đó các bạn. Và đây thì cô My sẽ đã có hai chữ số 2 rồi nè. À, tương tự như vậy thì các bạn lựa sao cho những con số phù hợp từ 1 tới 10 nha. Bây giờ cô My đang cắt có chữ gì, chữ số mấy đây? À, đây là chữ số 2 và chữ số 2 và chữ số 5 đó các bạn. À, sau khi cô My đã thực hiện cắt thì bây giờ cô My đã có những chữ cái, chữ số mình đã học rồi nè. Đây là chữ O, Ơ, Ô. Chữ A thì cô My tận dụng những giấy bìa đó các bạn. Chữ A, Á và Ớ. Còn chữ số thì cô My đã cắt rất nhiều tờ lịch nè. Từ số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5, số 6 và số 7 đó các bạn. Bây giờ các bạn hãy cùng vào trò chơi với cô My nha. Với trò chơi này thì cô My có hai cách chơi. Nhưng đầu tiên thì cô My sẽ giới thiệu với các bạn cách chơi thứ nhất nha. À, đầu tiên thì cô My sẽ chọn một nhóm chữ cái mình đã học nè. Đó là chữ O, Ô và Ơ. Và cô My sẽ chọn một cặp chữ số mình vừa học, đó là chữ số 6 nè. Rồi các bạn cùng quan sát xem nha. Cô My sẽ dẹp những chữ cái, chữ số này qua một bên nè. À, trò chơi của cô My là cô My sẽ gãi các chữ cái, chữ số này lên một vị trí bất kỳ nè. Ha. Thế các bạn, và cô My sẽ cần một cái chén hoặc là một cái ly. Ở nhà các bạn có gì thì các bạn có thể tận dụng nó để che lại nha. Bây giờ cô My sẽ che lại. Cô My sẽ úp lại nè. Ok.
Với trò chơi này á, thì các bạn có thể là nhờ ba mẹ hỗ trợ, là ba mẹ có thể úp lại, che lên những chữ cái chữ số để mình không nhìn thấy đó nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn xem cô My thực hiện nha. Đầu tiên thì cô My sẽ chọn một cái bất kỳ và lật lên xem chữ cái đó là chữ số đó là chữ gì. Đây là chữ số 6 và chữ ơ. Hai chữ cái chữ số này có giống nhau chưa các bạn? À, nó chưa giống nhau thì cô My sẽ tiếp tục che lại nè và chọn lượt tiếp theo. À, đây là chữ cái ô, chữ ơ. Vẫn là cặp chữ cái chưa giống nhau thì cô My tiếp tục che lại nha. Rồi bây giờ tới lượt tiếp theo nha. À, đây là cô My vừa tìm được chữ ơ nè. À, đây là chữ ơ nữa nè các bạn. Hai chữ cái này có giống nhau chưa ta? À, nó đã giống nhau rồi thì cô My sẽ đem nó để ra ngoài nè. Và bây giờ cùng lượt tiên chơi tiếp theo nha. À, đây là chữ gì? Chữ O. Và đây là chữ O. Hai chữ cái này thì không giống nhau rồi. Bây giờ cô My sẽ che lại tiếp tục nha. Đây là chữ O. Và à, cô My vừa tìm thêm được một cặp chữ cái nữa là chữ O đó các bạn. Đây, cô My sẽ đem nó để ra ngoài. Bây giờ cô My sẽ chọn nha. Chữ O. Chữ ô. À, cô My vừa tìm được hai chữ ô giống nhau nữa nè. Và còn một lượt cuối cùng thì cô My vừa tìm được gì đây ta? À, đây là hai chữ số 6 nè. À, sau một hồi thì cô My đã tìm được các cặp chữ cái chữ số giống nhau rồi đó các bạn. Ở trò chơi này thì các bạn có thể tăng chữ cái chữ số lên để tăng độ khó đó nha các bạn. Tiếp theo thì cô My sẽ giới thiệu với các bạn cách hai của trò chơi nha. À, ở cách này thì cô My có mời cô Tâm nè đến cùng tham gia trò chơi với cô My đó. Ở nhà thì các bạn có thể mời ba mẹ nè hoặc là anh chị cùng chơi trò chơi với mình nha. Hai trò chơi này thì cô Tâm với cô My sẽ quẳng trù xì nè để xem ai sẽ là người lật chữ cái chữ số trước nè. Và khi ấy thì khi chơi thì chúng ta sẽ cùng lật chữ cái chữ số xuống hết và đảo vị trí. Ở vị trí các chữ cái chữ số nha. Và bây giờ cô My và cô Tâm cùng quẩn tù xì nha. Quẩn tù xì. À, cô Tâm đi trước nè. À, cô Tâm đi trước nha. Rồi cô Tâm là một cặp số 7 nha. Một hình là số 7. Vậy là cô Tâm được một cặp hình giống nhau. Rồi tới lượt của cô My nha. À, các bạn ơi, cô My tìm được một chữ A và số 5. Hai hình này chưa giống nhau thì cô My lật úp xuống nè. Rồi mời cô Tâm. Rồi tới lượt cô Tâm nha. À, cô Tâm lật được một chữ ớ và một cặp hình số 6. Vậy là hai cặp này không giống nhau, cô Tâm úp lại. Rồi tiếp tục với cô My nha. À, đây là số 5 và cô My tìm đây được số 5 giống nhau rồi nè các bạn. Rồi mời cô Tâm nha. À, cô Tâm lật một chữ é. Rồi cô Tâm được một số 6, là hai cặp hình không giống nhau. Rồi tiếp theo là các bạn ơi, đây là số 6 và đây là chữ A, tiếp tục không giống nhau nữa rồi. Cô My sẽ úp xuống nha. Rồi tới lượt cô Tâm nha. À, đây là một số 6 và đây là một số 6, cô Tâm được một cặp hình giống nhau. Rồi tới cô My nha. Đây là chữ ớ nè. À, đây là chữ A, vậy là chưa giống nhau nha các bạn. À, cô Tâm được một chữ E ha. Rồi chữ một chữ ớ là hai cặp hình không giống nhau. Nè, đây cô My nha, đây là chữ ớ nè và đây là chữ ớ, cô My có được một cặp chữ cái giống nhau rồi nè. Được cô Tâm. À, đây là chữ E và đây là chữ A, là một cặp hình giống nhau. Rồi cô Tâm đi tiếp. Thì cô Năm. Rồi một chữ cuối cùng là chữ é và cuối cùng là chữ án. Vậy là hai cặp này giống nhau. Rồi các bạn cùng đếm xem cô Tâm và cô My đã tìm được bao nhiêu cặp hình nha. Mời cô Tâm. Cô Tâm là 1, 2, 3, 4. Cô Tâm có 4 cặp hình giống nhau. À, còn các bạn nhìn xem cô My có mấy cặp hình giống nhau nha. 1, 2. À, các bạn ơi, cô My chỉ có 2 cặp hình giống nhau thôi. Khi tham gia trò chơi này nè, các bạn phải nhớ từng vị trí của chữ cái chữ số mình vừa lật được để tìm ra cặp hình chữ cái chữ số giống nhau nhanh nhất nha.
qua trò chơi này thì giúp các bạn học được ôn lại những chữ số đang học nè, và rèn luyện kỹ năng quan sát ghi nhớ đó đó các bạn. Với trò chơi này thì phụ huynh có thể hỗ trợ cho bé để chăm quan sát nè và củng cố lại kiến thức cho bé nữa nha phụ huynh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bé.